điều gì xảy ra khi mà chúng ta uống omega 3 mỗi ngày? Cái đầu tiên nó là tốn tiền. Bất kể một cái gì khi mà chúng ta mua về thì nó cũng là tốn tiền đúng không nhỉ? Ai đây chúng ta thấy mà nếu như mà chúng ta uống omega 3 mỗi ngày là chắc chắn là nó tốn tiền thì comment xuống là tốn tiền nhé. À, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai thì chúng ta sẽ nói đến cái tác dụng của nó đối với sức khỏe. Thế thì bản chất của cái omega 3 ở đây là gì? Nó là một cái chất béo chưa bão hòa tốt cho cơ thể. Thì cơ thể chúng ta nó sẽ cần cái nhóm cái chất béo chưa bão hòa như thế này. Trong cơ thể chúng ta nó sẽ không tự tổng hợp được, nên là người ta mới gọi cái omega 3 nó là một cái chất béo chưa bão hòa mà cần thiết cho cơ thể. Tức là bởi vì cơ thể chúng ta không tổng hợp được nên là chúng ta cần phải đưa nó từ bên ngoài vào. Và thường nó sẽ nằm ở bên ngoài thì nó sẽ có ở đâu? Nó sẽ có ở trong nhóm cá, đặc biệt là nhóm cá biển này thì nó sẽ có omega 3. Hoặc là một số những cái hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt chia. Thì đấy là những cái mà từ môi trường bên ngoài và chúng ta cần phải bổ sung nó để mà cung cấp cái lượng mà cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Nên là thường là phần lớn mọi người hay có xu hướng là bị thiếu cái omega 3 này nếu như mà chúng ta không ăn uống đủ ở cái nhóm thực phẩm như thế. Và cái việc mà chúng ta bổ sung cái omega 3 mỗi ngày thì nó sẽ giúp cho chúng ta bổ sung được cái lượng mà chất béo chưa bão hòa tốt này cho cơ thể của chúng ta. Và cái tác dụng của nó đối với sức khỏe của chúng ta là gì? Thực ra ở đây nó sẽ có rất là nhiều những loại omega nhá. Nó sẽ có omega 3, omega 6, omega 9 này. Omega 3 thì nó lại có omega 3 từ cá và omega 3 từ cờ rêu. Thì cái lời khuyên bác sĩ Ngọc là chúng ta chỉ cần bổ sung omega 3 thôi, không nên bổ sung omega 6 và 9 bởi vì khi mà chúng ta bổ sung nhiều quá nó sẽ làm tăng phản ứng viêm. Và trong cái omega 3 và omega 6 omega 3 và omega cờ rêu ấy, ví dụ như ở đây là cái omega 3 này, còn cái này là cái omega 3 cờ rêu này. Thì cái omega 3 omega từ cá thì nó chủ yếu là bổ sung thôi, còn cái omega cờ rêu thì nó sẽ có tác dụng điều trị bệnh nhiều hơn. Vậy thì khi mà chúng ta bổ sung cái omega 3 cờ rêu này mỗi ngày ấy, thì nó sẽ có một cái tác dụng cực kỳ tốt cho chúng ta là đối với cái vấn đề liên quan đến mỡ máu, đặc biệt là những ai mà chúng ta có cái cholesterol cao. Mỡ máu bao gồm là cholesterol toàn phần, triglycerides, HDL và LDL. Thì khi mà chúng ta có những cái chỉ số mỡ máu đấy mà nó tăng ấy, thì khi mà chúng ta bổ sung cái omega 3 này thì nó sẽ khá là hiệu quả. Nó sẽ không thể bằng thuốc nha, mọi người nên nhớ là tất cả những sản phẩm này nó sẽ không so sánh với được với thuốc đâu. Vì thuốc nó sẽ dùng để điều trị, còn những cái này nó là cái dạng mà thực phẩm chức năng thôi. Nhưng mà theo như các nghiên cứu thì người ta cho thấy là khi mà chúng ta dùng cái omega 3 cờ rêu này ấy, thì nó cũng có thể nó sẽ giảm được đâu đấy tầm 20 cho đến 25% đối với cái chỉ số mỡ máu. Thuốc thì có thể nó sẽ giảm được lên đến 50%. Nhưng mà một số những thuốc thì nó sẽ có cái tác dụng phụ liên quan đến cái gan, tăng men gan, nhưng mà không phải thuốc nào cũng thế nha. Còn cái omega 3 cờ rêu thì gần như là nó không có cái tác dụng phụ đấy, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ bổ sung nó nếu như mà chúng ta cái mỡ máu nó sẽ là hơi cao thôi. Và theo một cái nghiên cứu thì người ta cho thấy là gì? Đó là khi mà người ta bổ sung cái omega cờ rêu này, nó có khả năng giảm cái triglycerides, nó giảm LDL là cholesterol xấu và tăng cái HDL. Đây là cái tuyệt vời. HDL là cái cholesterol tốt của chúng ta. Trong khi nếu như mà chúng ta bổ sung cái omega 3 từ cá thì nó chỉ là giảm cái triglycerides không thôi. Còn omega cờ rêu thì nó sẽ giảm được cho chúng ta tổng thể của cái mỡ máu xấu và tăng cái mỡ máu tốt của chúng ta. Thì đấy là cái đầu tiên là khi mà chúng ta bổ sung cái omega 3 mỗi ngày. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là khi mà chúng ta bổ sung cái omega 3 cờ rêu này mỗi ngày ấy, thì nó sẽ có thêm một cái tác dụng nữa là tác dụng giảm viêm. Giảm viêm ở đây khi mà cơ thể chúng ta có những cái tổn thương viêm, ngay cả đơn giản là khi mà chúng ta có một cái mụn nhọt chẳng hạn thì nó cũng là viêm đúng không nhỉ? Khi mà chúng ta có bị sốt, bị tổn thương ở trong cơ thể chúng ta này nó cũng có viêm. Và khi viêm như thế thì trong cơ thể nó sẽ có một cái chất đó là cái CRP, một cái chỉ điểm, cái CRP để nó sẽ làm cho chúng ta biết là cơ thể chúng ta có cái phản ứng viêm hay không. Thế thì khi mà chúng ta bổ sung cái omega 3 cờ rêu này nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái chỉ số phản ứng viêm đấy, CRP đấy. Và khi mà chúng ta cái viêm đấy nó gây ra chúng ta tình trạng đau, nên là những người mà chúng ta có viêm khớp dạng thấp này thì nó sẽ làm cho chúng ta bị đau. Và khi mà chúng ta bổ sung cái omega cờ rêu này ấy, thì nó sẽ làm giảm đau đối với tình trạng như thế. Và theo một cái nghiên cứu thì người ta cho thấy là khi mà chúng ta bổ sung cái omega cờ rêu này ấy, sau một tuần ấy, thì cái chỉ số CRP nó giảm được đâu đấy tầm khoảng 14%. Nhưng mà so với một cái nhóm mà không uống ấy, thì nó lại tăng cái chỉ số viêm lên đến là 15%. Tức là nó sẽ cách biệt giữa một nhóm uống và một nhóm không uống sau một tuần, nó cách biệt lên đến gần 30%. Tức là nhóm không uống thì nó sẽ đau hơn, còn cái nhóm mà có uống thì nó sẽ giảm đau được tầm khoảng cái 15%, đấy là sau một tuần. Và sau 2 tuần thì cái mức độ nó giảm lên đến tầm khoảng cái 30-40% gì đấy, thì cái mức độ nó sẽ hiệu quả hơn ở những tuần tiếp theo. Nên là nếu như mà chúng ta bổ sung được cái sản phẩm này mỗi ngày ấy, thì nó có cái tác dụng liên quan đến cái phản ứng viêm, đặc biệt là đối với những người mà có tình trạng viêm mãn tính thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm đau, giảm cái chỉ số viêm đấy của chúng ta. Kể cả những người mà chúng ta có tình trạng viêm cấp chúng ta uống vào thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta giảm cái tình trạng đau ở đối với những cái bệnh lý liên quan đến khớp này, đau khớp gối này, khớp tay này, rồi khớp cổ chân này, thì nó sẽ giảm viêm cho chúng ta ở những cái chỗ đấy.
Cái tiếp theo nữa là gì? Bởi vì nó có cái tác dụng giảm viêm ấy, nên là một số những cái trường hợp như là đặc biệt là đối với các bạn nữ mà đang trong cái giai đoạn mà chu kỳ kinh nguyệt đấy, thì khi mà chúng ta có cái đến cái giai đoạn chu kỳ kinh nguyệt thì nó có cái tình trạng viêm. Và khi mà nó có cái tình trạng viêm đấy thì nó cũng làm cho chúng ta đau, đặc biệt là những triệu chứng liên quan đến đau bụng kinh, đúng không nhỉ? Thì khi mà chúng ta bổ sung cái này hàng ngày vào ấy, thì gần như là cái triệu chứng liên quan đau bụng kinh nó cũng sẽ là giảm một cách là rõ rệt. Thì đấy chính là cái tác dụng của cái omega 3 khi mà chúng ta dùng hàng ngày đối với cái triệu chứng liên quan đến cái đau bụng kinh như thế. Ngoài ra thì nó sẽ còn rất là nhiều những cái tác dụng khác nữa, nhưng mà thực tế là những cái bằng chứng khoa học thì nó chưa rõ ràng, nên bác sĩ Ngọc cũng chưa không nói sâu vào cho mọi người ở đây. Một số người thì bảo là chúng ta uống cái này thì cho nó điều trị nám, thì thực tế là nó không điều trị nám. Có thể nó sẽ là làm đẹp da thì ok, tức là nó bổ sung một cái chất béo chưa bão hòa tốt cho cơ thể, thì nó có thể nó sẽ làm cho da dẻ chúng ta trở nên đẹp hơn, nhưng mà để điều trị nám thì không được. Thì đấy là một số những cái mà cái tác dụng đối với việc mà chúng ta bổ sung cái omega 3 creatine này mỗi ngày. Nhưng nhớ là chúng ta bổ sung cái hàm lượng nó vừa phải thôi. Nếu như mà chúng ta dùng hàng ngày, ví dụ như đối với cái này chúng ta dùng 1 gram thì ok, nó không ảnh hưởng gì cả, và chúng ta có thể là chúng ta dùng duy trì nó cả năm cũng được, nó không ảnh hưởng gì cả, mỗi thôi là tốn tiền thôi. Thì đấy là một số những cái chia sẻ của bác sĩ Ngọc về cái việc mà cái tác dụng của omega 3 creatine khi mà chúng ta bổ sung nó mỗi ngày. Nếu như mọi người mà có các câu hỏi nào, các bệnh lý về mỡ máu nha, đặc biệt là những người mà chúng ta chỉ số mỡ máu cao mà cần bác sĩ Ngọc tư vấn, thì mọi người có thể là inbox cho bác sĩ Ngọc ở dưới cái đường link này, hoặc có thể là inbox vào cái Zalo bác sĩ Ngọc là 0816303222, thì bác sĩ Ngọc sẽ trả lời dành cho mọi người. Đặc biệt là nếu như mà chúng ta có những cái kết quả xét nghiệm ấy, thì mọi người cũng có thể là inbox vào cái Zalo này, gửi toàn bộ cái kết quả xét nghiệm đấy, thì bác sĩ Ngọc sẽ tư vấn cho chúng ta là liệu chúng ta đã phải điều trị bằng thuốc chưa, hay là chúng ta chỉ cần thay đổi lối sống, hay là cần bổ sung thông thôi. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho bác sĩ Ngọc một cái lượt like nha, và đừng quên chia sẻ cái video này để cho nhiều người khác chúng ta có thể nhận được thêm những cái giá trị. Ok, bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái, cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.